Kính thưa quý vị, một cái án xứng đáng cho những kẻ từng được giao phó quyền lực và trách nhiệm lại biến mình thành những con rối lắc lư trước những đồng tiền bẩn thỉu. Và đặc biệt là nó là những nhân vật đầy uy quyền trong bộ máy chính quyền của tỉnh Bắc Ninh. Những người đã tự tay biến công lý thành món hàng mặc cả trong chợ đen và giờ đây đang cố gắng bào chữa cho sự tha hóa không thể chối cãi của mình. Và mới đây nhất vào ngày 15 tháng 8 năm 2024, trên báo An ninh Thủ đô đã đưa thông tin cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an ban hành kết luận điều tra, đồng thời đề nghị truy tố với cựu bí thư, cựu chủ tịch tỉnh Bắc Ninh cùng với 11 bị can do có những hành vi nhận hối lộ, đưa hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và vi phạm đấu thầu. Đây là vụ án tiếp theo liên quan đến Nguyễn Thị Thanh Nhàn, chủ tịch công ty cổ phần tiến bộ quốc tế AIC. Và cựu bí thư và chủ tịch tỉnh Bắc Ninh đã bị đề nghị truy tố khung hình phạt lên đến tử hình. Vậy nội dung kết luận này như thế nào và vụ án này ra sao thì chúng ta cùng tìm hiểu phân tích qua video số này. Theo cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an kết luận, với những cái tên đáng chú ý như cựu bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến, cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Tử Quỳnh cùng các nhân vật quan trọng khác như Nguyễn Hạnh Trung và Trần Văn Tuynh. Những người này bị cáo buộc nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và vi phạm quy định về đấu thầu. Trong vụ án này thì Nguyễn Thị Thanh Nhàn, chủ tịch công ty cổ phần tiến bộ AIC một lần nữa xuất hiện như một kẻ chủ mưu khi bị cáo buộc đưa hối lộ cho các quan chức để đạt được những hợp đồng béo bở. Và bà Nhàn hiện đang chạy trốn pháp luật, đã 3 lần bị xét xử vắng mặt với tổng mức án là 30 năm tù. Vậy bà Nhàn AIC đã hối lộ 13 tỷ đồng cho cựu bí thư Bắc Ninh như thế nào? Cụ thể, theo kết luận điều tra, từ năm 2006-2008, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh ký các quyết định về phê duyệt đầu tư cho 6 dự án xây dựng bệnh viện đa khoa các huyện Gia Bình, Thuận Thành, Lương Tài, Quế Võ, Tiên Du, Yên Phong. Đến đầu năm 2013, 6 bệnh viện cơ bản thực hiện xong việc đầu tư hạ tầng xây dựng và tiếp tục triển khai hoàn thành mua sắm lắp đặt thiết bị y tế. Tuy nhiên, phần mua sắm thiết bị chưa được công bố nguồn vốn. Giữa năm 2013, ông Đặng Tiến Phong, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Sông Hồng đã mất vào năm 2021 gặp Trần Văn Tuynh đề nghị được thực hiện các gói thầu. Đổi lại, ông Phong sẽ tác động các bộ, ngành trung ương để xin nguồn vốn bổ sung từ trái phiếu chính phủ cho các địa phương. Cuối năm 2013, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn do cùng quê Bắc Ninh nên có mối quan hệ quen biết với Trần Văn Tuynh. Bà Nhàn gọi điện đặt vấn đề sẽ tác động lên các bộ, ngành trung ương để xin phê duyệt nguồn vốn bổ sung cho các dự án này. Sau khi nhận được vốn, công ty AIC sẽ được tham gia đấu thầu và trúng thầu cung cấp thiết bị y tế cho các bệnh viện. Do ông Tuynh quen biết bà Nhàn, có nhiều mối quan hệ với các cấp lãnh đạo trung ương và tỉnh Bắc Ninh nên đồng ý. Công ty AIC sẽ được thực hiện 3 gói thầu, Tổng Công ty Sông Hồng được 3 gói thầu. Khi đấu thầu, các bị can đã có hành động, thông đồng, thỏa thuận, bố trí công ty Quân Xanh dự thầu để tạo điều kiện cho các công ty mục tiêu trúng các gói thầu. Kết quả, nhóm Tổng Công ty Cổ phần Sông Hồng trúng thầu 3 gói thầu ở các bệnh viện, huyện Quế Võ, Yên Phong, Tiên Du, tổng trị giá là hơn 126 tỷ đồng. Nhóm công ty AIC trúng 3 gói thầu mua sắm thiết bị y tế tại các bệnh viện huyện Gia Bình, Thuận Thành, Lương Tài, tổng trị giá là hơn 126 tỷ đồng. Sau đó chúng thỏa thuận chia tiền ngoài hợp đồng. Theo thỏa thuận giữa Trần Văn Tuynh và ông Đặng Tiến Phong và bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, khi các công ty trúng thầu được thanh toán thì sẽ chi tiền ngoài hợp đồng cho ông Tuynh và các lãnh đạo tỉnh, sở, ngành. Đối với các gói thầu do công ty AIC trúng thầu, từ năm 2013 đến tháng 9 năm 2019, vào các dịp lễ Tết, cựu bí thư chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến đã nhiều lần nhận tiền từ bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn với số tiền là 13 tỷ đồng. Bị can Nguyễn Tử Quỳnh, cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng nhiều lần nhận tiền từ bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn với tổng số tiền là 9,1 tỷ đồng. Bị can Nguyễn Văn Nhường được nhận 405 triệu đồng. Bị can Nguyễn Hạnh Trung được nhận 100 triệu đồng. Từ năm 2015 đến năm 2017, nhóm công ty Sông Hồng đã 3 lần đưa tiền cho bị can Trần Văn Tuynh, tổng số tiền là 6 tỷ đồng. Sau đó bị can Tuynh đưa tiền cho ông Chiến, ông Quỳnh, ông Trung, ông Nhường. Phần còn lại 3,2 tỷ đồng, ông Tuynh giữ lại sử dụng chi tiêu cá nhân. Tổng cộng 2 tuyến đấu thầu, ông Chiến đã nhận 14 tỷ đồng, ông Quỳnh nhận 10,1 tỷ đồng, ông Nhường nhận 750 triệu đồng, ông Trung nhận 600 triệu đồng.
Cuối cùng các bị can đã sử dụng quân xanh để nâng giá, gây thiệt hại 48 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước. Trần Văn Tinh đã nhận hối lộ 6 tỷ đồng từ công ty Sông Hồng, sau đó chia cho Nguyễn Nhân Chiến và Nguyễn Tử Quỳnh mỗi người 1 tỷ đồng cùng với các khoản quà cáp khác từ Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Tổng số tiền mà cựu bí thư và cựu chủ tịch tỉnh Bắc Ninh nhận được lên tới 13 tỷ đồng. Trong quá trình điều tra, bị can Nguyễn Nhân Chiến khai rằng đã tiêu hết 4 tỷ đồng và xin tự nguyện nộp lại 10 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Còn Nguyễn Tử Quỳnh khai rằng đã chi tiêu hết 8,1 tỷ đồng nhận được từ các bên liên quan. Vâng, qua những bản án này, thật chẳng còn lời nào giải thích hợp hơn để miêu tả những diễn biến trong vụ việc này ngoài hai từ đáng xấu hổ. Chúng ta đang sống trong một thời kỳ mà các quan chức cấp cao của một tỉnh, những người được tin tưởng và giao phó quyền lực lại quyết định đã trao đổi công lý lấy những đồng tiền dơ bẩn. Họ không chỉ bán rẻ danh dự của mình mà còn làm suy yếu toàn bộ niềm tin của nhân dân và hệ thống pháp luật mà họ đã từng tuyên thệ bảo vệ. Hãy bắt đầu nhân vật chính của chúng ta, đó là Nguyễn Nhân Chiến, cựu bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh. Ông Chiến, người từng có một sự nghiệp chính trị sáng lạng, giờ đây lại biến mình thành trò hề khi bị cáo buộc nhận tới 14 tỷ đồng. 14 tỷ đồng này có thể là đó là một số tiền rất lớn để một gia đình công chức bình thường có khi dành dụng cả đời cũng không thể nào có được. Nhưng với ông Chiến, đó chỉ là món quà mà ông ta nhận mỗi dịp lễ Tết từ Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Đáng buồn thay, ông Chiến đã tiêu hết 4 tỷ đồng và phải tự nguyện nộp lại 10 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Nhưng chắc chắn rằng 10 tỷ đồng kia cũng không thể nào xóa nhòa đi tội lỗi mà ông ta đã gây ra. Tiếp theo, chúng ta không thể bỏ qua một nhân vật nữa, đó là Nguyễn Tử Quỳnh, cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh. Ông Quỳnh là người từng đứng đầu cơ quan hành pháp của tỉnh, lại sẵn sàng nhận hối lộ 8,1 tỷ đồng từ công ty Sông Hồng và bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn và đã bị cáo buộc tạo điều kiện cho các công ty AIC và Sông Hồng trúng thầu sai quy định. Chúng ta quay lại vụ án này. Năm 2013, bị can Tuynh có đến gặp ông Quỳnh tại phòng làm việc. Tuy nhiên tại thời điểm này, Tuynh là em trai ruột của bí thư tỉnh ủy, nên ông Quỳnh ngại và từ chối không nhận. Tuy vậy, từ năm 2015 đến năm 2017, vào các dịp lễ, Tết, kỷ niệm, bị can Tuynh đều đến gặp ông Quỳnh tại phòng làm việc để cảm ơn và biếu quà. Thường là túi quà đựng chai rượu, hộp chè thì kèm theo phong bì đựng tiền. Mỗi lần đưa là 200 triệu đồng, tổng cộng là 1 tỷ đồng. Khi bị can Tuynh lần đầu tiên tiếp cận ông Quỳnh vào năm 2013, sự từ chối của ông Quỳnh có thể xem như một biểu hiện của nhận thức đứng đắn rằng việc nhận quà từ một người có mối liên hệ gia đình với lãnh đạo cấp cao là điều không phù hợp và có thể gây ra nhiều hệ lụy. Tuy nhiên đáng tiếc là sự kiên định đó đã không được duy trì. Từ năm 2015 đến 2017, ông Quỳnh đã dần dần bị cuốn vào vòng xoáy của tham nhũng khi những món quà cảm ơn từ Tuynh bắt đầu trở nên đều đặn và ngày càng có giá trị cao. Sự sa ngã này có thể được lý giải bởi nhiều nguyên nhân, từ sự thiếu kiên định trong ý chí cá nhân cho đến áp lực từ mối quan hệ quyền lực. Nhưng trên hết, nó phản ánh một vấn đề sâu sắc hơn, đó là sự suy giảm của những giá trị đạo đức trong một số quan chức. Ông Quỳnh, người đáng ra phải là tấm gương về liêm chính và công bằng, đã không thể vượt qua được cám dỗ của tiền bạc, khiến ông trở thành một biểu tượng cho sự yếu đuối trước quyền lực và vật chất. Nếu như ông Quỳnh giữ vững được liêm sỉ của mình, nếu như ông có thể từ chối tất cả những món quà bất chính đó, thì có lẽ ông đã không phải đối mặt với sự sụp đổ cả về danh dự lẫn sự nghiệp như hiện tại. Điều này không chỉ là một bi kịch cá nhân, mà còn là một lời cảnh tỉnh cho tất cả những ai đang nắm giữ quyền lực trong tay. Khi liêm sỉ bị đánh mất, khi tiền bạc trở thành thước đo của mọi giá trị, thì cả hệ thống sẽ bị đe dọa và lòng tin của người dân vào chính quyền sẽ bị xói mòn nghiêm trọng. Hơn nữa, câu chuyện này còn cho thấy sự nguy hiểm của việc lợi dụng vào các dịp lễ Tết để biếu quà, vốn là một hình thức tham nhũng tinh vi và khó phát hiện. Việc này đã trở thành một lệ thường trong xã hội hiện nay, dẫn đến sự nhầm lẫn giữa lòng biết ơn chân thành và hối lộ. Nếu chúng ta không có những biện pháp mạnh mẽ để ngăn chặn, thì chắc chắn những câu chuyện như ông Quỳnh sẽ còn tiếp diễn và hậu quả của nó sẽ ngày càng nghiêm trọng hơn rất nhiều. Nhưng những kẻ này không hề đơn độc trong cuộc chơi đầy bẩn thỉu này. Họ có đồng đội, những kẻ sẵn sàng bán rẻ danh dự của mình để đạt được những mục tiêu bẩn thỉu. Nguyễn Hạnh Trung, Trần Văn Tinh và không thể quên đó là Nguyễn Thị Thanh Nhàn, chủ mưu của các hàng loạt phi vụ hối lộ. Tất cả đều đóng góp không nhỏ vào việc làm suy yếu niềm tin của nhân dân vào hệ thống pháp luật. Bà Nhàn, một người phụ nữ với những mối quan hệ quyền lực, không chỉ đưa hối lộ mà còn khiến các quan chức cấp cao phải khuất phục dưới tay bà. Có lẽ với bà Nhàn, việc hối lộ trở thành một nghề thủ công tinh tế khi mỗi lần gặp các quan chức Bắc Ninh
là mỗi lần giá trị quà tặng lại tăng thêm vài tỷ đồng. Nhưng điều gì đã khiến một người phụ nữ như bà Nhàn có thể lũng đoạn cả một hệ thống? Đó chính là lòng tham không đáy và sự thiếu liêm chính từ những kẻ nắm giữ quyền lực. Và giờ đây, chúng ta đang chứng kiến sự trả giá của những kẻ từng ngạo nghệ trước quyền lực nhưng rồi cũng phải cúi đầu trước pháp luật, đang cố gắng bào chữa cho sự tha hóa của mình bằng những lời nói dối đầy mỉa mai. Đây là một sự việc đau lòng, những người từng được giao phó trách nhiệm lãnh đạo địa phương để xây dựng đất nước nhưng lại biến mình thành những kẻ buôn bán công lý, lấy của công làm của tư, sẵn sàng đánh đổi tất cả vì chữ tiền. Đối với Nguyễn Nhân Chiến và Nguyễn Tử Quỳnh, việc nhận những món quà khổng lồ từ Nguyễn Thị Thanh Nhàn dường như là một điều hiển nhiên. Họ có lẽ đã quen với việc mỗi dịp lễ Tết là có một cơ hội để thu hoạch những món hời từ các doanh nghiệp. Nhưng điều mà họ không nhận ra là mỗi lần nhận hối lộ như vậy, họ không chỉ bán rẻ danh dự của mình mà còn bán rẻ cả niềm tin của nhân dân vào những người được cho rằng đó là công bộc của dân. Và giờ đây, họ phải đối mặt với sự phán xét của pháp luật. Nhưng có lẽ điều đau đớn hơn cả là sự phán xét từ chính lương tâm của họ nếu họ còn chút lương tâm. Còn Nguyễn Thị Thanh Nhàn, một người phụ nữ đầy quyền lực nhưng cũng đầy mưu mô, đã lợi dụng mối quan hệ với quan chức để thao túng cả một hệ thống. Bà Nhàn không chỉ đưa hối lộ mà còn điều khiển các quan chức cấp cao như những con rối, khiến họ phải phục tùng theo ý muốn của mình. Với mỗi gói thầu được trao cho công ty AIC, là mỗi lần Nhàn cười thầm trong lòng khi biết rằng mình đã mua được cả lẽ ra phải bảo vệ công lý. Nhưng bà Nhàn có lẽ đã quên rằng pháp luật vẫn còn đó và sự thật sẽ luôn được phơi bày dù có cố gắng che đậy đến đâu. Trong vụ án này, không chỉ có những kẻ trực tiếp nhận và đưa hối lộ phải chịu trách nhiệm mà cả những kẻ đứng sau hậu trường, những người đã tiếp tay cho hành vi tham nhũng này cũng không thể thoát khỏi sự phán xét của pháp luật. Bởi lẽ tham nhũng không phải là một hành vi đơn lẻ mà là một mạng lưới phức tạp, nơi mà mỗi thành viên đều đóng góp vào việc làm suy yếu hệ thống pháp luật. Câu chuyện về tham nhũng ở Bắc Ninh đó là một lời cảnh tỉnh cho toàn xã hội về sự cần thiết của việc giám sát chặt chẽ những người nắm giữ quyền lực. Bởi lẽ nếu không có sự giám sát và kiểm tra nghiêm ngặt, những kẻ như Nguyễn Nhân Chiến, Nguyễn Tử Quỳnh và Nguyễn Thị Thanh Nhàn sẽ tiếp tục lộng hành, tiếp tục làm băng hoại niềm tin của nhân dân vào hệ thống pháp luật. Thật là một bi kịch khi những người từng được giao phó trách nhiệm bảo vệ công lý lại biến mình thành những kẻ buôn bán công lý, những người sẵn sàng đánh đổi tất cả chỉ vì đồng tiền. Nhưng điều đáng buồn hơn cả là những hành vi tham nhũng này không chỉ làm suy yếu hệ thống pháp luật, làm lung lay nền tảng của một xã hội công bằng. Trước những hành vi tham nhũng trơ trẽn của các quan chức này, chúng ta không thể đặt câu hỏi liệu còn bao nhiêu kẻ như Chiến và Quỳnh đang ẩn mình trong bóng tối, lợi dụng chức vụ để trục lợi cá nhân, liệu còn bao nhiêu vụ án tương tự mà chưa được phanh phui. Hệ thống những lãnh đạo đứng trên cương vị là điều hành địa phương để cùng đóng góp đất nước Việt Nam phát triển, nếu những cán bộ này nếu không được làm trong sạch sẽ trở thành nơi để những kẻ tham lam vô đạo đức như Chiến và Quỳnh lộng hành, biến của công thành của tư. Những kẻ như Chiến và Quỳnh và Nhàn đã tạo ra một mô hình tham nhũng tinh vi, trong đó quyền lực và tiền bạc được trao đổi như những món hàng trên sàn giao dịch. Họ đã lợi dụng chức vụ để làm giàu cho bản thân, trong khi người dân phải gánh chịu hậu quả từ những quyết định sai lầm và thiếu đạo đức của họ. Vậy hậu quả của những hành vi này mang lại là gì? Những hành vi tham nhũng của các quan chức không chỉ làm suy yếu vào hệ thống pháp luật, niềm tin của người dân, mà còn gây ra những hậu quả khôn lường cho xã hội. Khi những người đứng đầu một tỉnh lại biến mình thành kẻ hầu bàn cho những kẻ có tiền, thì đó là lúc xã hội đối mặt với nguy cơ mất niềm tin vào những lãnh đạo được gọi là công bộc của dân. Những quyết định sai lầm và thiếu đạo đức của họ không chỉ làm tổn hại đến ngân sách nhà nước mà còn làm lung lay niềm tin của nhân dân. Vụ án này là một lời cảnh tỉnh cho toàn xã hội về sự nguy hiểm của việc để quyền lực rơi vào tay những kẻ không xứng đáng. Họ không chỉ làm tổn hại đến danh dự của chính mình mà còn gây ra những hậu quả không thể đong đếm cho cả một xã hội. Dù những hành vi tham nhũng như thế này là một đòn giáng mạnh vào niềm tin của nhân dân, nhưng chúng ta vẫn có thể đặt niềm tin vào cuộc chiến chống tham nhũng đang được thực hiện một cách mạnh mẽ, quyết liệt. Dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, ông đã khẳng định rằng không một kẻ tham nhũng nào có thể thoát được khỏi vòng pháp luật và không ai, dù ở vị trí nào, có thể lợi dụng quyền lực để trục lợi cá nhân. Cuộc chiến chống tham nhũng không chỉ dừng lại ở việc xử lý những kẻ đã bị phát giác mà còn đi sâu vào việc ngăn chặn ngay từ gốc rễ. Sự minh bạch và trách nhiệm giải trình sẽ là những yếu tố then chốt trong việc xây dựng một bộ máy nhà nước liêm chính, nơi mà những kẻ tham lam và vô đạo đức như Chiến và Quỳnh sẽ không còn đất sống. Trong bối cảnh đất nước đang bước vào những thách thức cả bên trong lẫn bên ngoài,
việc duy trì sự liêm chính và công bằng trong một hệ thống pháp luật là nhiệm vụ cấp bách. Tổng Bí thư Tô Lâm đã và đang chứng minh sự quyết tâm của mình bằng những hành động cụ thể, và cuộc chiến chống tham nhũng dưới sự lãnh đạo của ông sẽ mang lại niềm tin và hy vọng cho toàn dân tộc Việt Nam ta để đất nước ngày càng phát triển bền vững. Trong cuộc chiến chống tham nhũng, nhân dân có thể tin tưởng rằng những kẻ như Chiến, Quỳnh và Nhàn, dù có trốn chạy hay che đậy hành vi của mình đến đâu, cuối cùng cũng sẽ phải đối mặt với sự phán xét của pháp luật, và với sự lãnh đạo sáng suốt của Tổng Bí thư Tô Lâm, đất nước sẽ tiếp tục tiến bước trên con đường phát triển với một hệ thống pháp luật trong sạch và vững mạnh, nơi mà công lý luôn được tôn vinh và bảo vệ. Còn quý vị nghĩ sao về vấn đề này, xin để lại dưới bình luận. Nhớ đăng ký kênh, ghé qua kênh mỗi ngày. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.